Ví dụ là những cái mặt bệnh ngoại khoa, người ta phải dùng đến cái gì, phương pháp ngoại khoa để người ta điều trị. Tuy nhiên là y học cổ truyền vẫn dùng để dùng nhiều thuốc, và trong các bệnh án các em thiên về dùng một cái bình thường không được cao điểm, và vì ở đây người ta mà dùng khủng thuật cơ mà, đúng. Nên là cái câu hỏi tôi phải đặt ra, nếu như kể là có một vết thương chẳng hạn, có một vết thương xấu bụng, bây giờ nhìn thấy gan, nhìn thấy ruột, thế thì ta gọi gan ruột đó là gì của tên ngoại khoa của y học cổ truyền? Hay là ta bảo là kinh mình có nhìn thấy được không, tạng mình có nhìn thấy được không? Vậy nó là cái gì? Kinh không nhìn thấy được, tạng không nhìn thấy được, thì đấy là gì? Biến chứng cái ví dụ như gây xương nó có thể là gây sốc, bên tây y người ta gọi là sốc, đúng không?
bệnh nhân có thể tử vong vì cái đau, cái sốc thần kinh đấy, hoặc cũng có thể sốc về mất máu. Thế nhưng mà gì, cái cấp này đông y cũng gọi là gì, cũng gọi là cấp của cái gì, gọi là vong vong âm vong dương, đúng không? Hay là thất âm thất dương, hiểu chưa nào? Cũng có cấp, có nghĩa là vẫn phải chẩn đoán tính cấp hoặc là tính mạng của nó, chứ không phải là mình chỉ chẩn đoán cái tính mạng của nó, hiểu chưa nào? Và khi mà cấp như thế thì người ta chú ý đến triệu chứng toàn thân, và triệu chứng toàn thân của y học cổ truyền là gì? Triệu chứng toàn thân của y học cổ truyền là gì? Tây y người ta có y học có triệu chứng toàn thân, đông y của mình là triệu chứng toàn thân có trước của tây y đấy. Tây y nói thì lúc kết lại phân cách chuyển sang tại tây y, nghĩa là triệu chứng toàn thân của tây y rất hoành tráng. Trong khi đó nhiều khi hỏi thì tốt nghiệp thì hỏi thế triệu chứng toàn thân của bệnh này là gì, theo đông y chẳng phải triệu chứng toàn thân là cái gì, triệu chứng toàn thân là gì? Về hôm nay mình hỏi cái đây sao mà cái chưa phát tiếp đúng không? Hy vọng ngày mai học cái bài đại cương về về gia liễu thì mình sẽ phát tiếp, sẽ phát biểu coi như là dung giản mà về sau mình sẽ thành ra gì, mình sẽ thành ra những giáo sư tiến sĩ ngồi đây, là về sau các em là phải thành nhất cả chuyên khoa của hết, không có một người nào gọi là bác sĩ thường cả. Thế là quay lại triệu chứng toàn thân, tại mình cũng có câu hỏi triệu chứng toàn thân của y học cổ truyền là gì, anh phải biết triệu chứng toàn thân và anh phải biết triệu chứng chứng tại chỗ, đúng không? Vừa nãy mình nói rồi, triệu chứng toàn thân là gì và triệu chứng tại chỗ là gì, y học cổ truyền chứ không phải là triệu chứng của y. Triệu chứng của tây y thì các bạn là nó gồm có gì, cơ bản và xem thì có cần thấy không, thì có các tỉnh táo hay không, có bị góc đâu ở trên về cái hai điểm hay không đâu đấy. Thế thì gì, thế thì đơn vị có cần không, có đấy là triệu chứng toàn thân. Triệu chứng gì, mạch có không, đơn vị có mạch tế để xác định gì không, mạch vi tế không, có nhiệt độ có không? Có tính hàm nhiệt đấy, đấy là những triệu chứng toàn thân của y học cổ truyền, từ cái toàn thân y tế xem là bệnh nhân là ở trong tình trạng cấp hay là tình trạng mạng, được chưa nào? Ví dụ như thì là về đấy mình nói giang liễu cũng là một bệnh ngoài của y học cổ truyền, thế thì gì? Thế thì bệnh như đấy thì đấy, nếu như không phân biệt tính cấp và tính mạng thì nhiều người sẽ tử vong. Nó sẽ về sau các em sẽ học cái bài này đây. Thì cái bài này đây nó có một cái gọi là y học cổ truyền của mình gọi là thấp tràn loạn mạc tiêu. Có nghĩa là thấp nó không quản lý được nữa, nó tràn ra hết mạc tiêu. Thật nó không học chuyện ở đây là thấp nó tràn hết ra mạc tiêu. Nó gây ảnh hưởng vào bệnh nhân sẽ chết rồi, suy thận. Đấy. Thế mà tây y là đặc biệt. Đấy. Hai năm trước là bệnh viện gì? An sinh trong thế về thế này đấy. Thế thì an sinh chỉ một cái gì cấp bậc mà tây nó còn làm cho chị con tự nói như của mình nghe đầu tiên của mình nó không cẩn thận, thì các em mà chẩn đoán mà không tốt thì dễ bị nhận được cho ăn cơm cả đời, được chưa, được chưa? Thế thì mình phải phân biệt được, và thông qua thì tính cấp và mạng thì thông qua cả
bán bản thân, được chưa? Nên phải đánh giá phục vụ là gì rồi, phục vụ là có chỗ để cho người ta biết nó là chỗ nào. Thế nhưng mà các em chưa trả lời được, nếu như thế là gì, tôi mổ cam ra thì tôi mổ ra hay một người nào bị mổ chuột người ta ra nhìn thấy cái gạn đấy thì đấy là cái gì? Các em chưa trả lời được thế nào? Đúng không? Các em trả lời được không? Đấy là cái gì? Nhìn thấy gan, nhìn thấy chuột của người ta thì đấy là cái gì? Cái học của chiến con gọi là gan thôi. Vị trí giải phẫu của y học cổ truyền đối với trình độ của chúng ta chỉ dừng lại ở ba cái bộ phận chính là như thế này, chứ không đi sâu vào cái những cái này, chứ nói là bộc lộ ra về mặt lý trang thì đấy là cái gì, được chưa? Các em sơ dễ nhầm lẫn, khi mà nhầm lẫn á thì chẩn đoán nó không chính xác, thì chẩn đoán không chính xác thì bắt đầu là cãi nhau nhiều trường hợp cãi nhau, và tôi cũng đã từng gặp một mang lên của cái nhau này cũng chỉ chẩn đoán là muốn ham hiểu biết thôi, để mà làm nhân không hồi phục được, làm nhân phải là lực không có sức lực dậy biểu hiện đấy. Thì gồm có gì, vị trí là có ở bộ khung, bộ khung thì gồm có gì, quan tiết và xương. Quan tiết và xương thì đấy là bộ khung đấy. Và cái thứ hai nữa đấy là phần da cơ mình sẽ phần da cơ thì mình sẽ học ở trong cái phần da đĩa, thì mình sẽ không học ở trong cái phần ngoại khoa nhiều. Thế còn cái ở bên trong là phần ruột thịt, là mình chỉ dừng lại thế thôi nhé, dừng lại ruột thịt thôi, để tại vì nó liên quan phải chi chẳng hạn. Thế thì chi đấy là cái phần ruột, và khi nào mà tôi nhìn thấy cái phần nhục ý nó không hồi phục được thì tôi gọi đấy là bên ngoài khoa. Còn nếu như tôi chẩn đoán chỉ chẳng hạn, tôi chẩn đoán là chỉ nó có bốn giai đoạn, ví dụ như thế là nó chưa xa ra ngoài, thứ hai nữa là xa ra ngoài nhưng mà nó tự co lên được, giai đoạn thứ ba là gì, nó xa ra ngoài không tự co lên được phải đẩy lên, cái giai đoạn thứ tư là gì, có đẩy lên nó cũng xa ra đấy, nó có bốn giai đoạn như thế. Thì bắt đầu từ giai đoạn thứ ba có nghĩa là gì, có đẩy lên nó cũng xa ra ngoài mà, thì đấy nó không hồi phục được rồi, thì lúc đó gì, đấy mới gọi là bệnh của ngoại khoa, lúc ý con mới gọi là bệnh của ngoại khoa. Và khi bệnh ngoại khoa như thế thì gì, chỉ có xử lý thôi, còn không có nó sẽ tăng tiến. Vừa nãy mình nói là nó sẽ gì, diễn tiến của nó sẽ tăng dần, khư trú rồi nó lại phải tăng dần. Và đến khi lên bàn chính thì tôi sẽ hướng dẫn các em sẽ làm cái bệnh khám, ví dụ như sờ khám ở cái phần là gì, phần cơ nhục này, mình phải khám xem là cũng là cơ nhục nhưng mà ấn xẹp khung phồng thì đấy là biểu hiện cho tính gì, còn là ấn vào nó cứng hoặc ấn vào nó mềm, hoặc là thì những biểu hiện của đùng hay nhục hay anh hay thư, đấy là tất cả triệu chứng của ngoại khoa, có nghĩa là nó có kết lại rồi đúng không, nó thành một khối rồi thì tôi sờ thấy được, tôi nhìn thấy được này, thì lúc ý nó có triệu chứng khác nhau. Thầy bấm cái nút ở giữa rồi. Thầy bấm cái nút giữa rồi. Học, được chưa nào? Đấy. Rất tiếc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai hôm đúng không? Đó. Bây giờ sang đến cái phần sau khi mà